Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình khi mình chơi game Blast vs Zombie 2. Ok nha em ơi, thì ở cái video trước mình đã vượt qua được cái màn 27 và bây giờ là màn 28, nó cũng là một màn rất là khó nữa. Và mình rất mong được các bạn hãy kéo xuống cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Ok, và mình là Nhân BB. Rồi, chiến luôn. Nhân BB, mấy bạn này đọc là Nhân Baby. Tấu hài vậy. Nhân baby. Mà thực ra là Nhân BB. Rồi ok, team bạn tấn công luôn mọi người, không nói nhiều. Rất căng thẳng. Rất căng thẳng, rất căng thẳng, rất căng thẳng anh em ơi. Không nói nhiều luôn. Con khủng long này sẽ sút cho nó sẽ sút lên anh em ơi, cho tặng nó một củ đậu luôn anh em ạ. Tặng mi một củ đậu luôn cho mi sướng luôn. Tưởng khủng long này nó sẽ đẩy con zombie này tiếp thì là toang anh em ạ, nhưng mà nó không đẩy. Rồi rồi, nhanh blast. Tôi cần blast. À đây. Từ đó. Đây. Đấy, hợp lý luôn anh em ơi. Hợp lý luôn. Khủng long nó sẽ quýnh anh em ạ, khủng long nó sẽ quýnh nha mọi người nha. Đấy. Hợp lý luôn, bây giờ tôi sẽ đặt blast vào đây. Rồi, tặng nó có bom anh em. Ôi khủng long bay à. Đừng cắp. Rồi, má nó vẫn kịp cắp anh em ạ. Cay tê nhỉ. Cay tê nhỉ anh em nhỉ. Nó vẫn kịp cắp cho mọi người nha. Ôi chết, nó không ổn đấy. Thôi miên á. Căng đấy nhỉ. Làm trận các bạn ơi, anh bạn trẻ, từ từ đây anh bạn trẻ ơi. Từ từ đây anh bạn trẻ ơi. Đây rồi. Từ từ đây anh bạn trẻ ơi. Từ từ đã các anh bạn trẻ ơi. Ui là trời ơi. Sao mình trâu vậy? Ui trời ơi, làm chậm con ạ. Nó lại cắp tiếp này. Khó rồi, bán thịt chó anh em ơi. Khó rồi. Ăn đi các bạn trẻ. Ăn đi. Không kiểu gì mình mất một xe ở đây rồi. Ui. Đuổi thật đây. Thôi miền lại nè. Khó thế nhỉ anh em ơi. Vẫn ra vứt bom ra. Rồi xong. Tạm thời ok nha, nhưng mà tôi mất rất nhiều xe anh em ạ. Mất rất nhiều xe luôn. Chồng lại mọi thứ đang phải làm lại từ đầu anh em ạ. À, cay thực sự luôn. Đừng mà bạn trẻ ơi. Bạn trẻ ơi. Đặt một cái bom ở đây nhá. Nhanh lên nào, lỡ hoa. Vứt ra. Đấy. Kìa, nó lại phải đặt cái này tiếp vào đây này. Ui. Easy anh em ơi. Tôi đang vượt qua một cách dễ dàng. Đẩy về đúng rồi. Đẩy nó về, không cho nó gái anh em ơi. Rồi, cứ bình tĩnh nha. Ấy, đậu xanh. Bắt cái này đi, đặt thêm một này nữa. Ăn đậu nha, các chú ăn đậu cho nó phê nha. Ấy. Không còn blast thì có thể sử dụng được nữa anh em ạ. Còn mỗi đậu với lại cái này thôi, với lại súng này thôi. Rồi bây giờ tôi đẩy nồi nó về đây. Thì đứa bom nó sẽ hồi sinh lại. Nó lổ một phát nó mày toang luôn. Đoàn xong. À màn này căng thực sự luôn. Mới sáng ngủ dậy chơi nó hơi bị ngao ngáo anh em ạ. Ôi hơi bị ngao ngán hay là ngao ngáo ấy. Rồi dễ dàng, nhẹ nhàng, easy game. Ôi x3 cái này luôn các bạn ơi. Hồi bây giờ phải áp nó lên level 3 này các bạn ơi. Ui x4 cái này nữa này. Ok các bạn ơi, chiến nha, level tiếp theo level 29 anh em ơi. Ôi nhanh vãi hàng luôn. Từ á, đúng không? Đúng level 29 rồi đấy. Còn có mấy cái level nữa thôi là chúng ta phá đảo cái map này rồi đấy anh em ạ. Anh em cứ bảo nó khó nhưng mà thực ra là nó khó thật anh em ạ. Ảo ma thiệt sự luôn. Let's go. Màn này là màn, ui trời ơi, màn này có người khổng lồ à. À có zombie khổng lồ anh em ạ. Ôi màn này màn đặt à. What the hell, sao màn này ít vậy? Ui căng nhỉ. Màn này chúng ta nó chỉ cho chúng ta có 3 blast thôi anh em ạ. Ôi. Cái gì đây?
Chúng ta chỉ chơi bằng bom không anh em ạ. À thôi ngu ấy. Này đầu tiên mình có thể đặt súng được mà. Mình đặt quả bom đây, phí quả bom đi luôn nha. Mình có thể đặt súng được mà, mình đặt quả bom, phí quả bom đi. Thôi rồi. Không sao, không sao, không sao. Không sao anh em nhá, đấy là cái kiểu là tích tiền thôi anh em ạ. Đoàng phát luôn. Tích tiền rồi. Đấy bây giờ đặt bom là đẹp này, bây giờ đặt bom thì là đẹp này, nhưng mà thôi, đấy coi như là mình tích tiền đi anh em ạ. Cứ bình tĩnh nha anh em nha, cứ bình tĩnh nha, chưa toang đâu, chưa toang đâu. Con zombie này nó đi nhanh thế nhỉ? Con nợ này nó đi nhanh quá nhỉ? Mình đi nhanh thế thôi. Đây này. Bây giờ không có lấm thôi miên này, cái đàn này mới là đau đầu, đàn này mới là đau đầu này. Ôi đấy đấy, đấy. Mà con nợ này còn đi nhanh nữa chứ. Hay quá. Bom hay quá anh em ơi, bom của anh team anh em nha. Bom hay quá. Rồi. Rồi đây này, đây này, đây này, đây này, đáng sợ hơn này. Đây mới là đáng sợ hơn anh em ạ. Đội này mới là đội đáng sợ này. What the hell. Mà nó gặm như ăn cướp thôi anh em ơi. Ê, sử dụng chiếc nám luôn. Nổ đi. Hay quá. Hay quá. Đừng nghĩ ăn được anh. Sử dụng chiếc nám và cái quả ngô ngô đấy lợi hại lắm anh em ạ. Ngon lắm anh em ạ. Người không nổ đâu. Người không nổ đâu. Rồi ai đặt một hàng ở đây. Đã hàng súng đã tính sao. Hoa hai hàng nha. À không có cái gì để chơi luôn. Có mỗi bom anh em ạ. Càng vãi hàng luôn. Bắt đầu này, bắt đầu nó gãy này, bắt đầu nó gãy. Ui giời, nó gãy. Thôi chết rồi. Đẩy nó về đi, đẩy nó về đi. Đẩy hết nó về nào. Từ đã đang tạm thời ok nha, tạm thời với tạm thời ok anh ạ. Chưa ok lắm mới đang tạm thời thôi. Có bom ở đây rồi. Đặt bom đây anh em nha. Đẩy nó về đi nào, đẩy nó về nào bạn trẻ ơi, đẩy nó về đi nào. Đẩy nó về đi, bắn đi. Rồi. Tốt lắm, các bạn làm tốt lắm. Team bạn tổng tấn công anh em nha. Team bạn tổng tấn công, máy có bom này hay quá, có bom này gánh team. Mà sao nó vẫn bao được vào đây nhỉ? Một trâu thực sự anh em ạ. Một trâu thực sự luôn đấy. Bom được rồi, bom được rồi. Đấy, một quả bom nó lên tất cả nha, quả bom nó lên tất cả luôn. Ở cái màn này anh em đặt bom thì đặt hai cái hàng ở giữa thôi nha, đừng đặt nguy hiểm quá, chúng ta mới đặt vào những cái hàng này, còn đặt hai cái hàng hai cái mép ngoài đấy, hai cái mép đấy nổ phát được cả ba hàng luôn. À bắt đầu nó ra con chim này, con khủng long này rồi, nhức đầu đấy anh em ạ. Nó ra con khủng long này là nhức đầu đấy anh em ạ. Khủng long này rất khốn nạn anh em nha. Đây này, cái này là nguy hiểm này, cái này nguy hiểm quá anh em ạ. Nguy hiểm quá. Nào hồi sinh dậy đi bom ơi, hồi sinh dậy đi. Nó hay quá. Bom này nhanh thế nhỉ. Có bom này ngon quá anh em ạ. Bom này ngon quá mọi người ơi. 1.200 tiền rồi anh em ạ. Thêm một lát nha, thêm một lát vào đây. Mãi giờ mình không thêm một lát vào mọi người. Càng ấy. Nãy giờ mà thêm một lát thì mọi thứ nó khác đấy. À gặp đi, gặp đi. Cho nó có bom vào đây anh em nha. Chờ đợi. Mất xe nha, mất một xe nha. Rồi chấp nhận mất cái xe này đi. Đặt bom. Ui, mất thêm xe nữa anh em này. Mất nhiều xe quá vì cái tội không đặt bản lát anh em ạ. Cay thực sự luôn. Rồi, mất hai xe anh em nha. Mất hai xe này không quan trọng, hai xe này coi như là xong nha. Anh em coi như là mình win hai cái đường trên đây rồi vì nó không có zombie anh em ạ. Coi như mình win hai cái đường trên đây nó không có zombie nha, chỉ còn chỗ này thôi. Úi giời ơi, dễ. Vậy là dễ nha. Giờ mình chỉ cần đặt bản lát vào đây nữa là xong anh em ạ. Đấy, ba hàng bản lát luôn. Khô máu với lại các dân chơi luôn. Khô máu với các dân chơi luôn. Thừa cách để win nhưng mà có nhiều cách để win mà này lắm. Bây giờ tôi sẽ đặt thích thì tôi đặt một quả bom đây anh em nhỉ. Đấy nhưng mà thôi cứ để xem con này nó trâu đến mức độ nào. Này người khổng lồ tí hon. Người khổng lồ cộng tí hon. Cứ bắn đẩy nùi nó về chơi vậy thôi anh em. Mình chơi vậy thôi ấy. Câu giờ ấy. Ui cảm như kiểu cái màn này nó khó quá anh em ơi. Chúng ta không thể vượt qua được, cái màn này nó khó quá. Đây là đây 29 rồi. Và cái map này chỉ có 32 màn thôi anh em ơi. Trời ơi thừa một đống tiền luôn này. Ui bây giờ còn hai cái cây hoa hướng dương em nha. Còn hai cái hoa hướng dương luôn. Ảo ma Canada Nobita vãi. Và bây giờ thì mình sẽ cho con này một cái nó gọi là dứt khoát anh em nha. Ý, à đủ nó đập được không ạ? Ui nó trâu thực sự, nó bắn mãi nó không chết luôn. Bây giờ nó bắt đầu nó ném zombie rồi anh em ạ. Được thôi.
Được thôi, bạn thích thì bạn cứ ném thôi. Bạn có đủ trâu này. Đôi 4 năm mà đát mà vẫn hạn. Chơi nhây con này mà nó không bị sao anh em ạ. 6 con này. Ui, con này thực sự nó trâu thực sự đấy anh em ạ. 7 con mà đát này. Mà bắn từ nãy giờ nha. Mà 5 con mà đát bắn nãy giờ nha. What the hell. Trời ơi, cuối cùng nó cũng đã bị toang. Chưa bao giờ thấy gặp con bot trâu như con bot này. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB nha. Xin chào.